Việt Nam nói lấy làm tiếc về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra ngày 2 tháng 8 về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và yêu cầu Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Trả lời tại cuộc họp báo chiều ngày 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: "Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2 tháng 8 năm 2017 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức." Dù các phóng viên quốc tế đặt câu hỏi cụ thể Việt Nam có xác nhận lời cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay không, và liệu bà có nghĩ vụ việc này có ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước không, hiện giờ ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, nhưng bà Hằng không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Theo thông báo ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải, ngày 31 tháng 7, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra," như báo Tuổi Trẻ thông tin. Bà Hằng cũng không trả lời câu hỏi của hãng tin Đức DPA rằng bà phản ứng như thế nào về thông tin của luật sư ông Trịnh Xuân Thanh cho biết ông này đang xin tị nạn ở Đức. Cũng trong ngày 3 tháng 8, một ngày sau khi chính phủ Đức ra thông cáo, hãng truyền hình nhà nước VTV đã đưa ra những hình ảnh ông Thanh ra đầu thú với chính quyền. Chương trình thời sự lúc 19 giờ ngày 3 tháng 8 của hãng VTV đăng hình ảnh ông Thanh, người bị truy nã đỏ quốc tế từ tháng 9 năm 2016, thú nhận rằng ông đã làm một điều rất nông nổi khi trốn chạy và do suy nghĩ không chín chắn, và rằng ông thấy cần phải quay về để đối diện với sự thật. VTV, hãng truyền hình lớn nhất của Việt Nam và do nhà nước quản lý, cũng đưa những hình ảnh của lá đơn xin tự thú viết tay có phần ký tên của ông Thanh.